Rồi, ok, hello các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một điều rất là đặc biệt, đó chính là sẽ thu hoạch trái đất ấm nha các bạn. Hôm nay nó chín rồi nè. Như các bạn đang thấy á, là nó đang nó chuyển sang màu vàng đó các bạn. Đây mình sẽ lấy cho các bạn một cành nó còn màu xanh lên. Đấy, các bạn thấy không? Cành nó còn xanh nè, nó cũng có một vài trái nó hơi vàng, cái này bị lỗi nè. Bữa hình như nó bị gãy hay là gì á, nên nó bị héo. Nó hơi vàng. Đấy các bạn thấy không, nó còn xanh nè. Cành này còn chín nè. Thì hôm nay mình thấy nó bắt đầu nó nứt rồi các bạn. Đây mình sẽ hái một trái cho các bạn xem. Đây. Đây. Một trái nắp ấm. Mình sẽ ra rõ hơn nha các bạn. Quay cái camera trước nó không có điều chỉnh được cái tiêu cự các bạn ơi. Chạy nó đi. Đây, đây là một trái đất ấm nha. Thì á mình sẽ hái, chắc cái cành này nó chắc cũng hái hết luôn rồi các bạn, chỉ có mấy cái trái trên đầu này nè nó còn xanh. Đây các bạn thấy không, còn xanh nè. Có khi là mình sẽ không hái, những cái còn lại nó đều vàng hết rồi. Thì nói chung là nó vàng là các bạn hái được. Nó từ màu xanh nó chuyển sang màu vàng là các bạn thấy được. Thì cái cành này ban đầu mình sẽ dự định là mình sẽ với bà quay vài trái đó, vì cái cành này không phải là cái cành mà mình định với bà quay mình tặng quà cho các bạn hết, vì cái cành mà mình tặng nó nằm tuốt đằng kia kìa. Cành này mình sẽ bán, thì cái mức giá dự định ban đầu của mình là 30.000 một trái. Trái rất là bự nha các bạn. Thì nay mai mình sẽ quay một cái thử thách nhỏ nhỏ, đó là mình sẽ ngồi mình đếm từng hạt coi coi một cái nắp ấm nó sẽ có chứa bao nhiêu hạt nha các bạn. Nhưng mà để làm được điều đó thì mình cần phải phơi hạt cho nó khô đó, để hạt nó rời rời ra mình sẽ dễ đếm hơn. Chứ bây giờ hạt nó dính thì nhiều khi là hai hạt nó dính lại thành một cái, mình đếm nó bị mất đó. Ok, bây giờ mình sẽ hái nha các bạn. Chút cho các bạn dễ thấy hơn. Đây, khá là khó thấy. Cành này nó cũng gì. Các bạn chờ mình một chút nha. Cành nó chỉ ra ngoài rồi các bạn ơi. Các bạn thấy ngắm không, rất là nhiều trái. Đây mình dứt lại rồi đó, có những trái nó vàng hết rồi thì mình sẽ tranh thủ hái, chứ mà để lâu quá thì trái nó sẽ bị bung ra, nó rơi hạt mất đó. Sẽ để tạm đây đi. Đây nói chung là cái cành này chắc mình có thể cắt ngang luôn được luôn, nhưng mà nó còn một số trái nó còn hơi xanh đây nè, cắt ngang thì sẽ uổng. Đấy rồi, thấy không? Chín vàng hết rồi. Mình đang suy nghĩ coi có nên cắt hết trái, cắt hết cành luôn không. Thì mình cắt hết cành, mình chỉ cần cây kéo giùm phục một cái rất là dễ. Chắc cắt hết luôn đi, vì cái mấy cái trái xanh nó cũng không có đáng kể nhiều. Thôi mình cắt luôn. Đây một cái kéo rất là bén. Ồ, cái cành nó cứng các bạn. Đây. Đây. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xuống mình review cận cảnh cái cành, cái trái nó ấm như thế nào nha các bạn. Rồi, sẽ tạm dừng video một chút. Đây là một cành nắp trái nắp ấm. Khá là bự nha các bạn. Đây, như thế này là bự rồi đó. Trái nắp ấm như thế này là bự rồi, chứ không phải là nhỏ nữa đâu. Trái rất là vàng. Chỉ có một vài trái trên đầu, cái đầu nó hơi xanh thôi, nhưng mà nó cũng già rồi. Thì nói chung là những trái này thì mình sẽ lấy mình gieo, và những trái phía dưới thì mình sẽ để cho các bạn bạn. Hình như là mình thấy bên trong video á, cái máy của mình nó thu á, thì trái nó còn khá là xanh, nhưng mà bên ngoài mình thấy nó vàng hết rồi các bạn. Đây có trái nó còn nứt luôn nè, vì thường thường á
một cái cành trái nắp ấm thì nó sẽ nở bông từ dưới nó nở lên à, thì những trái dưới là sẽ già nhất, còn những trái trên đầu nó sẽ non. Thì cái trái này bên trong video các bạn đang thấy là nó còn xanh phải không, nhưng mà bên ngoài mình thấy rất là vàng à, bên ngoài nó vàng cỡ trái này nè, giống vàng như trái này luôn, nhưng mà không hiểu sao mà lại lên video thì nó lại như thế này. Còn trái này rất là đậm, màu vàng rất là đậm luôn á. Thôi chắc mình sẽ cắt từng trái ra để mình đóng bỏ vào túi zip, chứ mà để lâu quá là trái nó sẽ bung ra đó, và sau đó nó sẽ phát tán hạt. Đó là một cách mà để cho cái cây đáp áo có thể duy trì nồi giống. Bây giờ nó có một số trái nó cũng đã bung rồi các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây này, cái trái này là nó già, nó chuẩn bị nó bung ra nè. Đó, các bạn thấy không, nó nứt ra luôn rồi nè. Rồi mình sẽ cắt đây, cắt hết để đó mình sẽ đóng gói vào trong bịch. Thì nói chung là cái mình sẽ dự định ban đầu là cái trái nắp ấm này là mình sẽ bán 30.000 một trái, trong một trái rất là nhiều hạt đó. Mình sẽ chắc mình phải để một ngày cho nó khô, sau đó mình mới có thể tách được, chứ mà nó còn ướt như vậy là trái nó hạt nó sẽ dính lại với nhau. Mình sẽ đang bán 30.000 một trái, trái rất là to nha các bạn. Nói chung là mình sẽ có nhíp và quay cái lại trái này luôn, ID này luôn, mà số lượng cũng tương đối không có nhiều, vì cái cây kia nó ra mới nhiều. Đó, cái cây này là một ID khác, số lượng không có nhiều mấy, cây kia thì nó ra nhiều quá thì mình sẽ ghi và quay cho các bạn. Nói chung thì mình cần một ngày trời, ngày hoặc là hai ngày nữa đi, mình sẽ ra một cái thông báo, mình sẽ quay một cái video là mình sẽ công bố event, mình sẽ ghi và quay thế nào các thứ vân vân. Nhưng mà chắc dự định ban đầu của mình là sẽ giống như là đợt event Shopee đợt vừa rồi á, mình sẽ đăng lên sau đó cho các bạn bạn nào nhanh tay thì các bạn ấy sẽ được thôi. Chứ mà mình thật sự là mình ghi và quay rất nhiều quá, thì thứ nhất là mình một cành trái nắp ấm này mà mình thật sự là mình dưỡng từ lúc mà nó ra bông á tới lúc mà bây giờ mình thu hoạch là cũng ba tháng mấy. Một tháng đầu là lúc mà nó mới vừa nhú bông là nó mất nửa tháng để mà nó chọn nó nở một cái hoa đầu tiên. Thế đó, cái hoa đầu tiên mình thụ nguyên một cây dài vậy là hết một tháng nè, sau đó nó sẽ tốn 2 tháng để mà trái nó lớn, là trái nó già khô. Thì trước Tết mình cũng có quay cho các bạn xem á. Ok, mấy cái trái này nó còn xanh quá, thôi mình bỏ luôn. Đây, gom lại. Đây, các bạn thấy đã không? Rất là nhiều. À, này là trái nắp ấm nha các bạn. Nhiều bạn sẽ tưởng lầm rằng là cái ấm á, là cái trái của nó. Nhưng mà không phải, cái ấm là cái lá. Đây mới là trái của nó nè. Ok, mình sẽ cho nó bịch cái túi zip để mình để cho nó khô, chứ mà mình để không vậy nó lúc mà nó khô là nó sẽ bung ra. À, nó sẽ bung ra và sẽ phát tán hạt tùm lum hết, vì cái hạt nó là dạng giống như cái cọng chổi á, rất là mỏng. Đây, mình sẽ kiếm rồi có cái trái nào đó, đây có trái gần khô luôn nè. Đây mình sẽ tách ra cho các bạn luôn, để mình các bạn chờ mình một chút để mình chuẩn bị hậu trường cái cảnh quay nha. Ok, bây giờ mình sẽ tách ra nha các bạn. Đây, tách ra thì tách ra rất là đơn giản, khi mà nó khô rồi sẽ tự động nó tách, nhưng mà cái trái này cũng còn tương đối là nó tươi. Đây các bạn thấy không, để mình tắt quạt đi, tại vì cái hàng này dễ bay lắm. Đây mình để cái quạt cho nó mát. Đây thì tách nó ra đó, mình thấy không, rất là nhiều hạt. Ồ, cái này mà mình thực hiện cái thử thách mà đếm hạt là hơi bị phê. Đây là hạt trái đáp ấm nha các bạn. À, hạt đáp ấm. Nếu các bạn cứ là nếu như các bạn nhận được hạt, các bạn nhớ hạt, các bạn cứ làm vậy nè, thì hạt nó sẽ tự động rơi hết thôi. À, bên trong trái này nó còn chưa khô hẳn nên nó còn dính nè các bạn. À,
Ừ, cái thử thách đếm hạt này chắc mình phải suy nghĩ lại rồi. Nhiều quá. À, rất là nhiều trái. Có nhiều hạt chứ. Mình sẽ xe ra cho các bạn xem. À, một trái là cái số lượng hạt nó sẽ như thế này. À, viết vào nhiều cây cơ. Đợt này là trái hạt, hạt cũng khá là chắc. Không có hạt lép nhiều. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn hạt thế nào là hạt lép, thế nào là hạt chắc. Thì đợt trước mình cũng có quay một cái video rồi. Phân biệt hạt lép, hạt chắc rồi. Này các bạn thấy cái hạt nhỏ nhỏ đây không? Này mình sẽ lấy hai hạt ra cho các bạn xem. Tay mình đã dính với cái hạt. Đây, em thấy không? Cái hạt mà nào mà dài hơn á là hạt chắc nha các bạn. À, là thường thường là trong hội nắp ấm là họ sẽ gọi là hạt đã đậu. Đây. Các bạn thấy không? Nghe ngón tay mình nè, à, một hạt là ngắn hơn, hạt dài hơn thì hạt dài hơn là hạt sẽ chắc. À, có một số hạt cá biệt đấy. Vì cái kích thước hạt nó cũng không có đều nhau. À, các bạn thấy không? Này, hạt chắc hơn nữa, hạt tốt hơn nữa. Đâu? Hồi nãy mình thấy bên trong video nó hơi bị lỗi. Hạt này là chắc cũng tương đối là chắc nè, nhưng mà không tốt. Hạt này chắc hơn nữa nè. Các bạn thấy không? Hạt rất là dài. Và cái số lượng hạt dài rất là nhiều nha các bạn. Hạt dài rất là nhiều thì bên trong một trái lúc nào nó cũng sẽ có một hạt chắc, hạt lép hết. Không thể nào mà thụ mà toàn bộ là hạt chắc. Đấy các bạn thấy không? Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn tổng thể có bao nhiêu hạt chắc. À, đây mình sẽ thực hiện thử thách đếm hạt khá là phê. Rồi, ok. Đây là trái đầu tiên, mình sẽ bỏ vào bao và nay mai mình sẽ gieo. À, thôi sẽ để đây đi. Rồi, ok. Thì thông báo của mình như thế thôi. Thì mình sẽ cần một thời gian cỡ 2-3 ngày để mình làm khô hết trái. Vì thứ nhất là nếu như mà trái nó còn tươi á, các bạn qua lấy liền thì không sao. Nhưng mà các bạn mà để lâu quá là nó sẽ, lúc mà ship mà chừng 2-3 ngày thôi, cái mở ra là móc hết trái luôn, là các bạn sẽ không gieo được. À, nếu mà mình sẽ khô rồi thì đi vô tư. À, thì cái thời hạn mà để sử dụng cái hạt này đó là chỉ có trong vòng 1 tháng thôi nha các bạn. À, thì hồi trước mình cũng đã thử rồi, có đợt hạn mình để hơn 1 tháng luôn, mình gieo cuối cùng không lên cây nào, nhưng mà cũng là cái hạt đó mình gieo trước đó lên rất là nhiều cây. À, lên bích bùng luôn. À, các bạn thấy không, hạn sử dụng chỉ có 1 tháng thôi. Những cái mà thường thường mình thấy trong những cái gói hạt giống á, họ để là 12 tháng. Mình không biết là cái cách họ bảo quản như thế nào, các thứ vân vân, nhưng mà không biết sao mà họ có thể kéo dài được 12 tháng. Và thường thường những hạt đó anh em review là hạt phát không à, hạt phát thật sự á. Hạt phát hay hạt mà bị phát đó là do cái người mà do cái công ty hoặc là do một cái tổ chức nào đó họ in cái bao bì đó. Thì những đại lý sau đó họ cũng không biết gì cả, họ cũng nhập về họ bán bình thường thôi. Nên nhiều khi là họ sẽ không biết là họ đang bán hạt giả. Nên dù các bạn có vô comment là hạt này hạt giả rồi các thứ vân vân, họ cũng sẽ không quan tâm. Và có thể họ sẽ block các bạn luôn, họ chặn các bạn. Vì họ nghĩ là các bạn đang phá việc làm ăn của họ. Nhưng mà thật ra là họ cũng không biết là các bạn đúng. Thôi. Chị thì cái thời hạn sử dụng mới tính từ ngày mà mình cắt trái tới 1 tháng tháng sau. Tháng sau là đúng 1 tháng là mình thấy là tỷ lệ giảm rất là nhiều. Nên tốt nhất là các bạn nên hốt nhanh trong vòng 3 tuần đầu đi. À, trái rất là rẻ. Thì nói chung là mình sẽ chặt, mình sẽ tạo ra nhiều phát khác nhau. Ví dụ như phát mà nửa trái thì mình sẽ để chắc tầm 15 ngàn. Rất là nhiều hạt nha các bạn, đây các bạn thấy không, rất là nhiều. Đây, rất là nhiều hạt nên các bạn tha hồ mà gieo. Hạt ID này thì là gì ta? Viking Chicho x Viking Rap, ít thêm lần Viking Rap nữa. À, nói chung là Viking Rap like khá là nhiều. Nói chung là cái này thì để các bạn nào mà thích tìm hiểu các bạn chơi thôi. Chắc để mình đếm lại cái số lượng trái để mình quyết định cái giá, vì thật sự á
mình quyết định giá là dựa theo cái số lượng trái. Nếu như mà đợt đó mình thu trái nhiều, trái mập thì giá sẽ cao. Ok, mình đếm lại, đếm rồi các bạn. Tổng cộng là chúng ta có là 68 trái. Rất là nhiều. Rồi. Ok. Vậy chắc mình sẽ để giá là 20.000 trái đi. À, một trái rất là nhiều. Đây. Rất là nhiều hạt nha các bạn. Các bạn gieo tha hồ luôn thì nói chung là gieo. Và các bạn nào thích gieo hạt thì các bạn gieo. À, khi mà cái thì mình sẽ set up sẵn trên Shopee là nếu như bạn mua mà số lượng nhiều á thì mình sẽ có thể là mình sẽ bớt một chút. Nói chung là mình cũng cần một ngày mấy mình để mình suy nghĩ coi mình nên giải quyết đóng trái này như thế nào, các thứ vân vân. À, cái này là giá dự kiến nha các bạn, chứ không phải là giá thực tế. Có thể là giá thực tế sẽ giống giá thử dự kiến. À, rồi nói chung là mình cũng cần một ít kinh phí để mình duy trì. À, để mình kéo những cái cây mới về mình review cho các bạn xem. Rồi, ok. Mình sẽ dừng video tại đây. Rồi, nếu thấy hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.